nhớ lại cái thời mình gọi vui là cái thời vàng son, cái thời mà được mọi người ủng hộ nhiều nhất, không có khi nào ngồi nhớ khóc không? Có luôn. Lâu lâu em cũng quay mở lại mấy cái kinh mà quay á, xong rồi cái lên coi. Xin chào các bạn, hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt. Tại vì nói đặc biệt ra là Diễm nhận được một cái đơn hàng hải sản của một anh ở nước ngoài. Anh mua hải sản của Diễm mình, sau đó thì anh có nói là cho anh gửi nhờ 50 đô để gửi tặng cho bạn Nga bán cà tím. Thì cũng khá là lâu rồi tụi mình có nghĩa là vẫn giữ liên lạc với nhau qua Facebook, Zalo, nhưng mà mình cũng không có quay clip thăm trở lại. Tại vì cũng cuộc sống của các bạn giờ ổn định thì mình sẽ ngưng. Mình nói là lâu lâu thi thoảng thì tụi mình sẽ quay lại thăm thôi. Thì hôm nay là nhân cái dịp mà Diễm đang giữ một số tiền 50 đô trị giá là 1.150.000. Thì hôm nay là Diễm tới, Diễm gặp Nga để gửi cho Nga. Và sau đó thì cũng sẽ cùng với các bạn hỏi thăm xem là cái cuộc sống của Nga bây giờ như thế nào nha. Đây, hiện tại thì Nga đã dời về bán ở chợ chợ Đo Đạt. Nghe cái tên hơi ấn tượng đó, chợ Đo Đạt ở quận 2, ngồi trước một cái căn nhà là số 103 đường số 8 khu phố 4. Các bạn có thể định vị trên Google Maps, nếu mà thích món cà nướng thì có thể định vị rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ đi gặp Nga nha. Có ngồi nãy giờ ở đây một xíu rồi các bạn ạ. Thì chồng của Nga bưng dọn đồ ra đây phụ Nga bày ra hết, sau đó thì mới đi về cũng trông con đó Nga ha. Nga đang ngồi bán. Em qua đây bán ở chợ này từ khi nào? Dạ em bán chắc cũng được gần tháng. Gần tháng hả? Nhưng mà sao phải qua bên này? Dạ tự gì ở dưới quận 9 để lại cho chị Thanh Súng bán cho mẹ. Mấy chợ kia để cho Duyên rồi. Là mình qua bên này, chứ mẹ qua chỗ mới này thì bán được không? Lên lúc xuống. Bây giờ là một bịch như này là bao nhiêu tiền đây? Dạ em vẫn bán 20.000. 20.000. Dạ. Bây giờ là một ngày bán được bao nhiêu ký rồi? Dạ nếu mà đông lắm thì bán được là em bán được 40 ký, còn nếu mà ế lắm thì được 30 ký. Bây giờ là bán từ mấy giờ tới mấy giờ đây? Dạ em bán từ 3 giờ chiều đến 6 giờ 7 giờ. Nay hình như là chị thấy Nga có vẻ là có da có thịt hơn đợt trước này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là ngoài bán cà ra thì mình còn bán gì nữa không? Dạ thì em bán cà buổi sáng mà có chỗ thì em nướng cà, còn không có chỗ thì em bán ổi. Có bán ổi nữa à. Bán ổi là bán buổi sáng ở chợ này luôn, ở đây luôn. Dạ. Về chợ này thì bán được không Nga? Dạ cũng được anh. Cũng được hả? Từ đây em nhờ mấy người đi chợ với nhân viên văn phòng, người đưa đón con. Sao mà mình từ quận 9 mà mình lên tới trên này để mình bán, anh thấy đi cũng rất là xa đấy. Dạ. Chịu phải chịu thôi chứ giờ là không có chỗ bán. Chỗ này là em thuê hay là người ta cho ngồi nhờ đây Nga? Dạ, chỗ này người ta cho ngồi. Cho ngồi nhờ, cũng rất là may các bạn ạ. Này cà tím rất là ngon bạn Diễm ha. Đây này. Cà trái này đợt này cũng tốt. Đợt này hình như nó nhỏ hơn trước chứ. Cà này nó nhỏ hơn nè. Dạ bự hơn. Bự hơn hả? Đây là cà gì đây, hồi đầu mà chị thấy là đợt rồi giá tăng quá thì em không bán cà được đúng không? Dạ. Dạ cà này là cà Đà Lạt. Cà Đà Lạt là cà ngon nè. Dạ. Nhìn ngon quá, tay nghề lâu rồi mới. Tại vì đợt này là tay chị đang bị đau nên là chưa ăn cà được. Chị tới thăm thôi chứ chưa ủng hộ cà được. Rồi ngon quá ha. Thật ra thì một cái video này cũng mong là những ai mà từng yêu thích cái món cà tím nướng của Nga với Duyên á, mà em nó đổi địa chỉ rồi, nhiều khi là các bạn không biết á, thì ai ở gần khu vực này thì ghé ủng hộ Nga luôn. Có thời điểm là em nghỉ bán cà lâu không? Dạ chắc cũng được 2 tháng chị. Sao lúc đó lại nghỉ? Dạ được, có một chút việc á, với lại cà cũng đang mắc á nên em nghỉ. Nghỉ mình lấy tiền đó mình tiêu. Dạ. Không buôn bán thì mình lấy thu nhập đó mình chi tiêu hàng ngày. Dạ thì em có gì á, ai kêu phụ thì em đi phụ rồi kiếm. Hôm nay là em bán bao nhiêu ký? Hôm nay là bán 40 ký hả? À. Bán là trễ nhất là mấy giờ? Dạ 7 giờ chiều. 7 giờ tối hả? Dạ. Mấy giờ em bắt đầu bán rồi? Dạ 3 giờ. 3 giờ hả? Lâu nay là nhiều người cũng thắc mắc là Nga rồi Duyên rồi Hùng như thế nào. Hôm nay nhân tiện về bạn Diễm ghé thăm thì mình cũng cùng bạn Diễm ghé thăm vợ chồng Nga luôn. Duyên bây giờ có bán cà không Nga? Dạ Duyên nghỉ rồi. Nghỉ có em bé. Dạ đang kết
sắp sinh đúng không? Này nữa là xanh, mình nghĩ để dưỡng sức. Lầu cà quá là vẫn tay nghề vẫn rất là ok luôn. Sau cái khoảng 4-5 tháng hả, gần nửa năm mà mình qua được cái cơn sốt mà mọi người quan tâm, thì cái cuộc sống của mình sao, có gì thay đổi không? Dạ, lúc mà được mọi người biết đến á, em thấy mọi người được quan tâm rồi, với lại hả tốt với em, mà qua đó em trở về bình thường. Bây giờ có thấy buồn không? Có thấy buồn không? Mọi người không còn quan tâm như trước thì có thấy buồn không? Mọi người không còn tới mua nhiều như trước này. Rồi mình cũng phải đi chỗ này chỗ kia để mình tìm chỗ bán ấy. Dạ cũng có. Cũng buồn. Nhưng mà cái thu nhập bây giờ sao? Cái thu nhập, cái cuộc sống của em ấy. Dạ. Dạ thì em bán bữa nào em xài bữa đó. Bán bữa nào xài bữa đó. Dạ. Là hai vợ chồng này với một em nhỏ nữa. Đó, là phụ thuộc vào 40 ký cà này đó các bạn ạ. Con em bây giờ học lớp mấy rồi ta? Dạ, bé nhỏ, bé lớn của em hả? Đang học lớp trồi á chị. Còn bé nhỏ thì ở nhà. Bây giờ là còn mọi người có khi nào có ai gọi điện hỏi thăm hay là gọi điện thoại không? Dạ có mấy cô chú cũng còn em còn giữ liên lạc lâu lâu rồi điện em hỏi thăm cô chú. Có lẽ là khi mà ngoài những lời hỏi thăm dành cho chị em Nga Duyên thì cũng sẽ có những cái comment, Diệm nghĩ là sẽ có những comment không tốt. Thì thời gian vừa qua thì Diệm cũng nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm rất là nhiều, hỏi là sao không quay lại thăm Nga Duyên, rồi không biết là cái cuộc sống của các bạn như thế nào. Thì Diệm nghĩ rằng khi mà cái gì nó ngay từ thời điểm đầu tụi mình cũng có nói với lại Nga với Duyên rồi. Lúc nào một cái gì nó cũng sẽ có một cái thời điểm hết, gọi là cao điểm ấy, và sau đó thì các bạn sẽ phải trở về cái cuộc sống bình thường và phải mưu sinh để lo cho cái cuộc sống của mình. Thì thi thoảng thì mình ghé thăm cũng sẽ có những cái điều nó cũng chưa thật sự tốt, có những điều nó cũng các bạn chưa xử lý thật sự là hoàn hảo, nhưng mình hy vọng rằng thì có những gì nó cũng hay thì các bạn bỏ qua cho vợ chồng Nga, vợ chồng Duyên, và quan trọng hết là chỉ cần hai em, các em chịu khó làm việc, chịu khó buôn bán thế này, thì nếu có dịp yêu thích món này hoặc là có dịp đi ngang đây thì các cô chú anh chị ghé ủng hộ em nó một bình cà để mà bán nhanh hơn về lo cho gia đình, chứ cũng không mong gì hơn đúng không Nga ha. Dạo này thì có ai mà những người mà trước các bạn hoặc là các cô chú anh chị mà trước đây từng mua cà những địa điểm khác đó, rồi tới đây mua cà không? Dạ không. Em về đây chắc là không ai biết đâu hả? Dạ không, dạ, chỉ có mấy cô chú mà cũng có hay coi YouTube mở gần đây nè. Không ai biết đúng không? Dạ. Đấy, cái điều mà hôm nay mà mình quay lại đây á, đầu tiên là thăm Nga này, rồi gửi tiền cho Nga, tiền thì vẫn chưa gửi, tiền vẫn đang giữ đây. Nhưng mà quan trọng hơn hết là có thể là mong là một phần nào đó là các bạn khán giả mà không biết là bây giờ Nga ngồi bán ở đâu thì có thể tới đây để mà ủng hộ Nga. Buổi sáng em bán ổi thì bán được không? Dạ buổi sáng em bán 40 ký ạ. Dạ. Chị nghe nói là mình cũng thời gian mà dịch ấy, bán buôn bán không được, với lại là cà không có, thì mình cũng có chuyển đổi ra sang cũng làm ăn, nhưng mà cũng không được thuận lợi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ là mong là việc bán cà nó ổn định trở lại. Kiểu là qua cái đợt sốt thì cái giá cà nó cũng nó nới lại ha. Dạ. Bây giờ thì buổi sáng là khi nào mới đi lấy cà, buổi tối rồi lấy cà hay sao? Dạ. Em thì em lấy chừng chục thùng, bán hết chục thùng em lấy tiếp. Dạ. Chứ em không có lấy nhiều. Nay Hùng là vẫn chờ em đi lấy cà đúng không? Dạ. Hai vợ chồng đi lấy cà. Chồng em đi. Hùng là cái tay bây giờ đỡ chưa? Cái tay có còn cái một tay yếu thì nó có khỏe hơn không hay là vẫn vậy? Đỡ hơn. Đợt trước là anh nhớ là có đi khám đúng không? Dạ. Rồi có lấy thuốc thêm không? Là nó đỡ hơn một xíu. Dạ. Có đi tập một hướng trị liệu gì không? Dạ không. Trời, chỉ có uống thuốc thôi chị, uống thuốc thì mình tập ở nhà, chị đi tập thể dục này nọ, tay hoạt động mạnh hơn. Phải nói là ngồi đây cực kỳ nóng các bạn. Nóng lắm các bạn. Đặc biệt là Sài Gòn đang bước vào cái giai đoạn bắt đầu cao điểm nắng nóng rồi. Anh ngồi đây mà nóng quá, khi nào là muốn ngộp thở không? Dạ có khi mà em kiểu như
qua đúng không? Lớn quá. Nhưng mà được huyết áp mà cũng lên. Mà đỡ hơn cái chỗ bên chợ gì á, cái chợ lò luôn. Ờ, bên đó thì nắng đúng không? Bên này được cái là vẫn dùng gì thì buổi chiều nó có cái mái che xuống nè. Ai nhìn thấy có da có thịt rồi cũng mừng. Có một điều mình cũng hơi tò mò xíu là Duyên là nay là nghỉ để chuẩn bị sinh các bạn ạ. Không biết là không buôn bán là cà tím thì có thu nhập hay không nữa không? À là vậy là ngày Duyên bây giờ là ở nhà thì đúng không? Dạ. Chuẩn bị sinh con là bé trai hay bé gái Nga? Dạ em cũng không biết luôn. Nhưng mà em thấy bụng tròn chắc là... Chắc con trai ha? À. Tại vì nó không biết là tại vì... cô này là đi bán từ sáng chiều rồi bây giờ là Duyên cũng đi về chỗ mới ở đúng không? Chỗ mới hai chị em cũng còn ở chung chỗ nên là chắc cũng thích giận ha. Nắng nóng thật luôn á. Đây hôm nay là anh này thì chị không có hỏi kỹ là anh có để tên hay không, nhưng mà thôi là chị hôm nay chị không tiết lộ tên. Nghĩa là anh ở nước ngoài thì anh có nhờ chị là năm mươi đô chút xíu nhầm, 50 đô cho em thì là 1.150.000 chị gửi tròn 1.200.000 làm vốn thêm để mà mua cà. Cảm ơn anh chị. Em cũng cảm ơn anh Thái đã biết rồi giúp cho em. Cảm ơn anh. Nói chung là chỉ mong là các bạn chịu khó làm việc thì chị nghĩ là ai cũng nếu mà đã yêu thương rồi thì sẽ ủng hộ. Ở đây Diễm nói rất là rõ là tụi mình chưa bao giờ làm một clip nào để kêu gọi là ủng hộ bạn, ủng hộ tiền, kêu gọi giúp đỡ về mặt tiền mặt cả. Tại vì sao đó là Diễm luôn quan niệm là mọi thứ là đều là cái duyên, bởi này kênh của mình là chuyên về ẩm thực nữa, nên là mình không bao giờ đứng ra để kêu gọi trong một trường hợp nào cả. Mà có chăng Diễm trao số tiền này đó là cái duyên mà Diễm làm cái câu nói để nhận dùm cho các bạn, nên là Diễm nói lại rất là rõ, mọi thứ đều là duyên của các bạn nhận được và mình chỉ làm cái câu nói thôi chứ Diễm không có kêu gọi từ thiện. Thực ra là lâu nay vẫn rất là nhiều người hỏi thăm Nga và Duyên đấy, mình không có quay clip thôi, các bạn comment thì mình vẫn biết, mình và bạn Diễm vẫn biết. Và bạn Diễm thì vẫn thường xuyên nhắn tin rồi gọi điện cho Nga nữa, thì cũng nắm được tình hình. Chỉ có một điều là bây giờ phải đi bán hơi xa một chút thì cũng hơi vất vả, nhất là mùa nắng nữa các bạn ạ. Nhiều người cũng hỏi là tại sao mình không có thể làm sẵn để mà mình ra bán, là mình để làm vậy thì nó ngon hơn đúng không? Với lại cà nó không bị đen đúng không? Dạ đúng rồi. Ngồi trực tiếp mới biết, nhưng mà cái mình nướng cái nào là mình lột liền bỏ vô bịch, cái người ta tới mua là về ta ăn thôi. Chứ mình nướng sẵn hơi gà nó nguội nè, với lại nó bị đen nữa, nhìn nó không ngon. Gọi là có bao giờ mình ngồi mình nhớ lại cái thời mình gọi vui là cái thời vàng son, cái thời mà được mọi người ủng hộ nhiều nhất, không có khi nào ngồi nhớ khóc không? Dạ có. Có luôn. Dạ, lâu lâu em cũng quay mở lại mấy cái kinh mà quay á, xong rồi cái lên coi. Bạn Nga cũng rất là đặc biệt đấy các bạn, ban đầu thì mình biết về bạn Duyên thôi, nhưng mà sau đó thì mọi người mới vô tình là phát hiện ra là Nga là chị gái của Duyên, chị dâu đúng không? Thì cũng bán cà tím, mà thậm chí là còn một ngồi một cái nơi mà nó rất là nắng rồi nguy hiểm, nó ngay ngã ba đường. Thì sau đó là mọi người cũng yêu quý hai vợ chồng rất là nhiều. Thì hy vọng là sau khi clip này lên thì bạn nào mà ở quanh quanh khu vực chợ này là chợ Đo Đạc, cái tên cũng khá là thú vị nha các bạn. Chợ Đo Đạc thì nằm ở đường số 8, quận 2 đó các bạn, ngay chỗ gần chân cầu Sài Gòn đi vào ấy. Em ngồi là ngay chỗ cái ngã ba luôn này. Dạ. Ngay ngã ba luôn. Nãy giờ quan sát là từ lúc nãy giờ có ai mở hàng cho em chưa? Dạ chưa. Rồi ok thì chị sẽ mở hàng cho em 2 bịch. Mình sẽ mua và đem biếu. Thực ra là Diễm cũng chưa ăn được cà tím với lại nước tương các bạn ạ. Nhưng mà nãy giờ Diễm ngồi đây Diễm quan sát và Diễm cũng để ý thêm là bán cái mức độ bán nó có nhanh hay không, thì Diễm thấy là bán cũng rất là chậm, tại vì giờ này cũng chưa thấy tan tầm đúng không? Dạ, tới ở chợ này tới 4-5 giờ mới có người đi chợ. 4-5 giờ mới có người. Bây giờ mới là gần mà 4 giờ thôi. Em lấy cho chị 2 bịch đi. Nay bạn Diễm mở hàng nha. Chị mở hàng xong rồi chiều em coi có bán đắt không nha. Dạ. Nếu mà bán đắt thì nhắn cho chị hay, còn nếu mà bán không đắt bằng bình thường thì cũng đừng nói gì. Nhắn tin mang vốn nhé. 40 đúng không? Vẫn là 20.000 một bịch đúng không? Dạ. Nhưng mà cà bây giờ mình bán vậy là có lời không, hơn so với trước không, hay là cà nó lên giá? Khỏi thối nha. Thì lúc nào em lấy lúc cà đang nới em lấy. Cứ mình canh sao mình được cái giá nó tốt nhất là mình lấy cà nhiều ha. Buổi sáng là bán bao nhiêu ký hỏi? Dạ, bán 40 ký hỏi. Vậy là cả sáng cả chiều hai vợ chồng đều ngồi ở cái chỗ này? Dạ. Vất vả lắm các bạn ạ.
clip ngắn ngắn như thế để hỏi thăm thôi, thì không biết là Nga có gửi lời gì tới khán giả không, tại vì những người xem video này là những người cũng rất là quan tâm đến các bạn á. Dạ. Em cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã quan tâm đến vợ chồng em, đến vợ chồng Duyên, biết đến vợ hai vợ chồng tụi em, vợ chồng Mỹ Duyên để ủng hộ, rồi họ quan tâm giúp đỡ. Cảm ơn. Cố gắng nha. Địa chỉ quán cà rệ của mình để mà khách hoặc là ai mà biết để biết đường tới mua nè. Dạ. 103 đường số 8 chợ Đo Đạc. À, các bạn cứ search Google Map chợ Đo Đạc rồi sau đó các bạn đi vào đường số 8 là các bạn gặp Nga đang ngồi đây. À, sáng là em ngồi từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, sáng thì 5 giờ. 5 giờ là lên rồi. 10 giờ. Ồ, tới 10 giờ. Còn chiều là từ 3 giờ tới 6 7 giờ tối đúng không? Rồi hai vợ chồng đi như này rồi thời gian đâu chăm con? Dạ, thì ở đây hai con rồi mà. Gần nhà mẹ em á. À. Hả? Có gì em gửi bé cho bà ngoại đúng không? À. Đó, hôm nay thì mình đã thứ nhất là hoàn thành cái nhiệm vụ và cái thứ hai cũng là cái dịp để mà mình quay lại thăm bé luôn. Mọi người cũng hy vọng là mọi người có dịp đi ngang đây thì nhớ ủng hộ một bịch cà cho bé nó bán nhanh một xíu. Còn bây giờ thì Diễm cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng vừa hỏi thăm nhưng mà Duyên hiện tại Duyên sắp sanh rồi nên là thôi chắc là mình sẽ nhắn tin chúc em nó mẹ tròn mong vuông thôi chứ cũng không có dịp mà quay lại được, thì hôm nào mà buôn bán thì sẽ đợt sau ấy buôn bán thì mình sẽ ghé thăm sau. Bạn Diễm chia sẻ lại một xíu, tại vì bây giờ bạn Diễm cũng chia sẻ thông tin về cái tay bạn Diễm á. Hôm qua bạn Diễm mới úp một clip cũng nhiều người đang thắc mắc lắm. Thật ra là Diễm không muốn nói lại, tại vì chắc là mọi người cũng xem trên kênh Hoàng Dũng rồi. Tay Diễm thì đợt đi ăn tâm tích đi review tai nạn nghề nghiệp một xíu thôi. À, mọi người hỏi là tại sao lại úp lại clip trên kênh Hoàng Dũng, thế là Diễm làm một cái clip vui để cho mọi người thấy là một tuần tới thì Diễm sẽ không thể đi bóc tôm cua được. Mình đi ăn cũng là muốn mọi người cẩn thận hơn khi mà đi ăn tôm tích ấy, tại vì nó cầm ớt mọi người nó sẽ muốn lên và bên trong nó cái cạnh gai của nó khá là cứng và nó cũng có nhiều vi khuẩn á, cho nên nó làm ổ áp xe bên trong và nó hành gần 3 tháng trời luôn, thì Diễm phải đi tiểu phẫu cắt để lấy mủ ra. Thì bây giờ mình đang đi rửa hàng ngày, trong một tuần mình đi tái khám, có nghĩa là xong sau đó sẽ đi bóc tôm cua trở lại. Còn bây giờ thì Diễm xin kết thúc video đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ê, gà thì vẫn đang được nướng để cho vào từng bịch thế này đây. Chào Nga nha, cố gắng hai vợ chồng cố gắng buôn bán nha. Nhất là cái mùa nắng nóng là đừng có ngồi để cho nó mệt quá rồi mất công là ảnh hưởng tới sức khỏe xỉu đấy. Rồi chào Nga nha. Mới có khách mua đúng không?